vòng loại giải châu Á, Lào đứng trước cơ hội lập kỳ tích nhờ kế hoạch đặc biệt. Cơ hội góp mặt tại vòng chung kết U20 châu Á 2023 đang mở ra đối với U20 Lào. Trong trận mở màn chiến dịch vòng loại U20 châu Á 2023, U20 Lào đã nhẹ nhàng vượt qua Guam với tỷ số 3-0. Mặc dù Guam vốn là một trong những nền bóng đá có thứ hạng FIFA thấp nhất châu Á, chiến thắng này vẫn đem tới niềm tin lớn cho thầy trò huấn luyện viên Michael Way. Đáng chú ý, rất nhiều cầu thủ U20 Lào góp mặt ở cuộc đọ sức với Guam đã từng có những trải nghiệm tại cấp độ đội tuyển U23. Đây là một phần kế hoạch đặc biệt mà huấn luyện viên Michael Way theo đuổi từ lâu. Nhà cầm quân người Đức muốn bồi dưỡng cho bóng đá Lào một lứa U20 đồng đều và sớm giàu kinh nghiệm trận mạc. Anantaja Sipphongphun và Chanthavisay Kauthuphon, hai cầu thủ ghi những bàn thắng đầu tiên cho U20 Lào tại vòng loại U20 châu Á 2023. Trước đó đã liên tục có mặt tại giải U23 Đông Nam Á 2022, SEA Games 31, rồi U19 Đông Nam Á. Trường hợp của họ tạo ra sự liên tưởng đến cặp đôi Khuất Văn Khang và Văn Trường của Việt Nam, cũng trở thành trụ cột đội U20 sau khi được cọ sát ở cấp độ U23. Ở lượt trận thứ hai vòng loại, U20 Lào chạm trán với U20 Nhật Bản. Cuộc so tài với ứng cử viên hàng đầu sẽ mang tính chất quyết định đến cơ hội đi tiếp. Đứng trước đối thủ hùng mạnh, U20 Lào có một số điểm tựa để hy vọng vào một bất ngờ. Đầu tiên phải kể đến lợi thế sân nhà. Hơn 6.000 khán giả đã tới cổ vũ cho các cầu thủ ở trận ra quân. Và trận tiếp theo con số này dự kiến sẽ còn lớn hơn nhiều. Tiếp theo chính là năng lực của các cầu thủ. Huấn luyện viên Michael Way đã giải công vun đắp cho lứa U20 hiện tại của Lào trong suốt thời gian dài. Nhiều nhược điểm như thể lực hay tâm lý thi đấu đã được cải thiện đáng kể. Minh chứng rõ ràng nhất là cách U20 Lào đánh bại U20 Thái Lan 2-0 tại trận bán kết giải U20 Đông Nam Á cách đây chưa lâu. Cuối cùng là yếu tố lịch sử. Thực tế, 3 năm trước, U20, Lào cũng từng vượt qua vòng loại U20 châu Á với tư cách là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Khi ấy, họ gây chấn động với trận hòa đầy quả cảm 2-2 trước U20 Australia. Cũng ở chiến dịch vòng loại năm 2019, U20 Nhật Bản từng có cú sạch chân khó quên trước một đại diện Đông Nam Á là U20 Việt Nam. Dù đặt mục tiêu chiến thắng nhưng U20 Nhật Bản cuối cùng chỉ giành được kết quả hòa 0-0 và còn kết thúc trận đấu với một tấm thẻ đỏ. Nếu có thể lấy được ít nhất một điểm từ U20 Nhật Bản, U20 Lào sẽ tiến một bước dài từ tấm vé đi tiếp. 3 năm trước, U20 Lào dù đoạt vé nhưng lại không thể dự giải U20 châu Á do giải đấu bị hủy bỏ vì dịch COVID-19. Giờ đây, với sự chuẩn bị kỹ càng, huấn luyện viên Michael Way và các học trò đang sẵn sàng tạo ra một kỳ tích nữa. Trận đấu giữa U20 Lào và U20 Nhật Bản diễn ra lúc 19 giờ ngày 12 tháng 9 tại sân vận động quốc gia Lào.